làm vi phẫu rễ cây và quan sát cái đặc điểm giải phẫu của rễ cây. Thì trước khi làm vi phẫu rễ cây thì các anh chị đã chuẩn bị rễ chưa? Các anh chuẩn bị rễ, anh chị chuẩn bị rễ hành với lại rễ rễ hương rễ rau dền chưa? Chuẩn bị rồi đúng không? Thế thì anh chị quan sát là cái rễ cây ấy, thì trong cái rễ của rau dền và rễ của hành thì hai đấy là hai loại điển hình nhất, hai loại rễ điển hình nhất của rễ cây. Thì các anh chị nhớ lại về cái kiến thức của rễ cây thì chúng ta có hai hệ rễ chính là hệ rễ chùm và hệ rễ cọc, đúng không ạ? Hệ rễ chùm là gì? Hệ rễ chùm là hệ rễ mà anh chị kia anh chị quan sát thì thấy là về tất cả các rễ ở trong cái bộ rễ đấy thì nó có một cái đặc điểm là nó có độ dài và kích thước tương đối bằng nhau, đúng không ạ? Độ dài và kích thước tương đối bằng nhau. Rễ chùm ấy thì tại sao nó lại có độ dài và kích thước tương đối bằng nhau? Bởi vì là ví dụ như rễ hành ấy hoặc là rễ lúa ấy, thì nó có đặc điểm là lúc đầu cái hạt nó nảy mầm thì cái rễ đầu tiên ấy, cái rễ đầu tiên sau khi mọc xong thì nó đến một thời gian thì nó sẽ teo đi, và sau đó thì nó sẽ mọc ra rất là nhiều rễ con ở xung quanh cái rễ đầu tiên đấy. Cho nên là những cái rễ về sau nó mọc ấy thì nó có độ dài và kích thước tương đối bằng nhau, và nó không dài hơn, không có cái rễ nào dài hơn hẳn hoặc là không có rễ nào quá ngắn đó, thì người ta gọi là hệ rễ chùm. Hệ rễ chùm thì nó đặc trưng cho cái phân lớp hành đó. Anh chị quan sát là rễ của cây hành này, cây tỏi này, cây lúa này đúng không ạ, thì nó là hệ rễ chùm. Hệ rễ đấy nó có đặc điểm là nó sẽ mọc rất là nhiều và gần sát trên bề mặt của mặt đất đúng không ạ, và thường gặp ở những cây như là cây cỏ đúng không ạ, cây cỏ, cây, nói chung là ở các cây lớp hành đúng không ạ. Còn cái rễ thứ hai là hệ rễ cọc. Hệ rễ cọc là hệ rễ mà có đặc điểm là anh chị sẽ thấy là một cái rễ nó sẽ to hẳn ra đúng không ạ. Cái rễ đấy chính là cái rễ, ví dụ như là khi anh chị gieo hạt ấy, gieo hạt nó nảy mầm ấy, thì cái rễ đầu tiên nó nảy mầm ấy thì nó cứ tiếp tục nó lớn lên đúng không ạ, nó lớn lên, nó phát triển, nó to dần ra và nó trở thành cái rễ đấy là người ta gọi là rễ cái đúng không ạ. Và sau này thì cái rễ từ cái rễ cái đấy cũng mọc rất là nhiều cái rễ con, nhưng cái rễ con nó nhỏ hơn rất nhiều so với rễ cái. Cho nên chúng ta sẽ có cái hệ rễ thứ hai, đấy là hệ rễ cọc, đúng không? Hệ rễ cọc là hệ rễ mà đại diện đặc trưng cho các cây lớp mọc lan, đúng không? Ví dụ như tất cả các cây ăn quả mà chúng ta trồng ở vườn ấy, đúng không? Ví dụ như là cây bưởi này, cây bòng, cây cam này, đúng không? Cây quất này, vân vân, hoặc là những cái cây nhỏ như là cây rau dền ấy, thì đấy là hệ rễ cọc, đúng không? Về đặc điểm cấu tạo giải phẫu của rễ cây ấy thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào rễ cọc nhé, cái rễ của cây rau dền ấy mà sáng nay anh chị chuẩn bị ấy. Thì nếu mà chúng ta tự chúng ta đào lên ấy, tự chúng ta trồng ở vườn chúng ta đào lên ấy, thì chúng ta có thể quan sát được tất cả các phần của rễ cây đúng không? Bao gồm thứ nhất là cái phần ở phần trên cùng, phần tiếp nối rễ và thân ấy, thì người ta gọi là cổ rễ. Thì tại cái vị trí cổ rễ thì các chị sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là cấu tạo giải phẫu của rễ nó sẽ chuyển sang hệ cấu tạo giải phẫu của thân. Cho nên nếu mà khi chúng ta làm vi phẫu ấy, chúng ta cắt tại vị trí cổ rễ này thì anh chị sẽ thấy là nó không đặc trưng cho cấu tạo giải phẫu của rễ, cũng không đặc trưng cho cấu tạo giải phẫu của thân. Cho nên chúng ta sẽ thấy là khi người ta làm vi phẫu thì người ta sẽ không cắt cái phần cổ rễ này để quan sát, đúng không? Hệ vạch dẫn nó sẽ có cấu tạo chuyển tiếp ở chỗ này, đúng không? Thứ hai là ngay dưới cổ rễ thì chúng ta sẽ có một cái miền, đấy là cái miền sinh ra rất là nhiều rễ con, đúng không? Nếu chị quan sát ở rễ cây rau dền ấy, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cái rễ con mọc ra phần này. Thì cái phần này người ta gọi là miền hóa bần, đúng không? Miền hóa bần hay là miền phân nhánh, miền phân nhánh, hoặc là người ta có thể gọi một cái miền miền trưởng thành, đúng không? Miền trưởng thành hoặc miền dẫn truyền, có rất là nhiều tên cho cái phần này. Nhưng anh chị có thể hiểu nôm na là có một cái từ dễ hiểu nhất là miền phân nhánh, tức là nơi mọc ra rất là nhiều rễ con này, nó phân nhánh ra, đúng không? Ngay cái dưới miền phân nhánh, tức là cái phần cuối cùng ấy, cái phần mà không có những cái rễ con mọc ra nữa thì người ta gọi là miền nông hút, đúng không ạ? Miền nông hút thì ở cái miền nông hút này thì nó sẽ có rất là nhiều nông hút,
Chị sẽ nhìn thấy là rất là nhiều lông vũ mọc ra ở phần này. Khi mà chúng ta cắt vi phẫu ấy, và quan sát vi phẫu thì thường là người ta sẽ cắt ở cái viền lông vũ này, gọi viền lông vũ để người ta quan sát cái cấu tạo giải phẫu của rễ cây, đúng không ạ? Và trên cái miền lông hút đấy là miền sinh trưởng, là nơi mà rễ cây sẽ dài ra, đúng không? Và trên nữa sẽ chính là chóp rễ, đúng không? Chóp rễ này giống như là cái phần mà cái mũ ấy, đúng không? Cái mũ úp vào cái rễ cây để cho bảo vệ rễ cây khi mà rễ cây mọc trong đất, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta mua cái rễ ở ngoài chợ về ấy, thì rất là khó khi mà anh chị sẽ mua mà nó còn lông hút. Thì thông thường là khi mà người ta nhổ cái cây rau dền lên, đúng không, thì người ta có thể đi rửa này, đúng không, rửa, hoặc là trong quá trình người ta nhổ lên thì lông hút nó cũng bị rụng đi rồi, đúng không, rụng đi rồi thì nó rất là khó quan sát lông hút. Nếu mà muốn mà chúng ta muốn quan sát à chúng ta có thể quan sát cái lông hút bằng cách là, ví dụ như anh chị có những cái hạt đỗ ấy, đúng không, sau anh chị ngâm cái hạt đỗ đấy, xong là anh chị để nó nảy mầm ấy, thì khi mà cái hạt đỗ nó nảy mầm ấy thì khi mà nó mọc ra rễ thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái lông hút ở cái rễ non mới mọc như này, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta có thể để vào trong cái bài báo cáo nhé. Chúng ta sẽ cái bài báo cáo này thì chúng ta làm trong vòng 1 tuần, đúng không ạ? Thì anh chị có thể là sẽ chuẩn bị một mỗi người sẽ chuẩn bị một ít giá đỗ nhé, cái giá đỗ xong để nảy mầm nhé. Khi mà cái giá đỗ nảy mầm này ra sẽ con thì các anh chị chụp lại và để lưu vào cái bài báo cáo của mình, đúng không ạ? Rồi ạ, thì bây giờ ấy thì buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm cái vi phẫu của rễ. Vi phẫu của rễ cây thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị một số cái đặc điểm về cấu tạo giải phẫu của rễ cây để cho anh chị quan sát, đúng không? Thứ nhất là về cái cấu tạo giải phẫu cấp 1 của rễ cây. Thì rễ cây thì có một cái đặc điểm là cấu tạo giải phẫu cấp 1 của lớp hành và lớp mộc hoa thì giống nhau, cho nên là chúng ta có thể quan sát cái cấu tạo giải phẫu cấp 1 của lớp hành, từ đấy chúng ta có thể biết được cái cấu tạo giải phẫu cấp 1 của lớp mộc hoa, đúng không ạ? Và chúng ta riêng đối với lại cấp 1 ở đối với lớp hành thì anh chị nhớ một cái đặc điểm đấy là lớp hành thì hầu như ấy thì cấu tạo giải phẫu của rễ cây ấy, nó chỉ có cấu tạo giải phẫu cấp 1 trừ một số cái rễ cây đó, trừ một số rễ cây. Tại sao lại như thế ạ? Tại vì là những cái cây lớp hành ấy là những cái cây sống rất là ngắn, thời gian rất là ngắn. Nên chị tưởng tượng là thường là nó sẽ sống trong vài tháng, đúng không? Ví dụ như là anh chị có thể liên hệ với cây hành, cây tỏi thì nó chỉ sống trong vài tháng, đúng không? Thì nó bởi vì cái thời gian sống của nó rất là ngắn, cho nên là cái hệ rễ của nó chỉ có cấu tạo giải phẫu cấp 1 thôi, đúng không? Nó sẽ không có cấu tạo giải phẫu cấp 2 chuyển sang cấp 2, đúng không? Đó. Cái thứ hai nữa là cái đặc điểm của rễ cây lớp hành ấy là cái rễ chính đầu tiên ấy, khi nó mọc lên ấy thì nó chỉ tồn tại trong thời gian rất là ngắn, đúng không? Sau nó teo đi, đúng không? Nếu mà cái rễ chính mà nó tồn tại, nó cứ tiếp tục phát triển theo cái thời gian sống của nó thì nó có thể chuyển sang cấu tạo cấp 2 được. Nhưng mà cái rễ cái nó chỉ một thời gian xong nó lại teo đi, chỉ có cái hệ rễ con nó mọc vậy. Thế cho nên là cái cấu tạo giải phẫu của cây lớp hành chỉ có cấu tạo giải phẫu cấp 1 trừ một số cây như là huyết sáp, đúng không? Cây ngọc giá, đúng không? Là đặc biệt, đúng không? Còn lớp hồng hoa đấy, lớp hồng hoa thì anh chị nhớ là cấu tạo giải phẫu của cây lớp hồng hoa thì nó cái rễ cây lớp hồng hoa thì nó luôn luôn tồn tại hai cái cấu tạo, đấy là cấu tạo cấp 1 và cấu tạo cấp 2. Để quan sát cái cấu tạo giải phẫu cấp 1 của lớp hồng hoa, của rễ cây lớp hồng hoa thì chúng ta sẽ lấy ở phần non, đúng không ạ? Phần rễ con, phần rễ non, đúng không ạ? Còn nếu mà muốn quan sát cấu tạo giải phẫu cấp 2 của các cây lớp hồng hoa thì chúng ta sẽ quan sát ở cái rễ cái, đúng không ạ? Rễ cái, rễ chính ấy. Rồi, thế thì cấu tạo giải phẫu cấp 1 ấy của rễ cây thì nó gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất là phần vỏ,
ạ, phần vỏ. Phần vỏ thì nó bao gồm phần ngoại bì, tức là cái lớp vỏ bên ngoài của cái rễ này. Ngay dưới lớp ngoại bì thì nó sẽ là lớp mô mềm vỏ, đúng không ạ? Và kết thúc của phần vỏ chúng ta sẽ là lớp nội bì, đúng không ạ? Ví dụ anh chị có thể quan sát cái hình slide tôi chia sẻ với anh chị ấy, thì anh chị sẽ thấy là cái đây là cái vi phẫu cấu tạo giải phẫu của cấp 1 của rễ cây khi mà chúng ta quan sát trên kính hiển vi, thì nó gồm có các phần, đúng không ạ? Bên ngoài thì chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều lông, đúng không ạ? Đây là người ta cắt ở cái phần lông hút ấy, lông hút, cho nên chúng ta nhìn thấy là có một lớp lông bên ngoài này. Ngay dưới lớp lông đấy chúng ta sẽ nhìn thấy lớp ngoại bì, đúng không ạ? Ngoại bì thì ở đây là cái lớp vỏ, đúng không ạ? Vỏ bên ngoài để bảo vệ rễ này. Ngay dưới lớp ngoại bì chúng ta thấy một cái lớp màu hồng rất là rộng, đúng không ạ? Từ lớp ngoại bì đến phần bên trong đấy, đúng không ạ? Là phần mô mềm vỏ, đúng không ạ? Mô mềm vỏ thì toàn bộ cái phần này đây chính là cái lớp mô mềm, đúng không ạ? Mô mềm thì sáng nay chúng ta học chúng ta cũng biết rồi, đúng không ạ? Nó có cấu tạo là cách của cellulose, cho nên là khi mà chúng ta nhuộm lên thì nó sẽ bắt màu hồng. Kết thúc cái lớp vỏ chính là cái một hàng tế bào nội bì, xếp xít nhau, nó giống như là các anh chị tưởng tượng như là nó giống như là một cái giếng, đúng không? Cái giếng ấy, thì nó xếp một cái vòng tròn xếp đều đặn như là cái giếng ấy, nó bao bọc cái phần phần trụ bì ở bên trong, đúng không? Và chính cái phần cái lớp lớp này nó chính là cái phần kết thúc của phần vỏ cấp 1, đúng không? Thứ hai là phần trụ bì. Trụ bì thì nó sẽ bắt đầu bởi phần trụ giữa, thì nó bắt đầu bởi cái hàng tế bào trụ bì, nó xếp xen kẽ với nội bì, đúng không ạ? Xếp xen kẽ với nội bì. Khi trên quan sát trên kính hiển vi thì chúng ta sẽ rất là khó để phân biệt ra cái trụ bì và phần nội bì, đúng không ạ? Trụ bì và nội bì. À, anh chị sẽ tưởng tượng là nó sẽ trụ bì thì nó ngay ở dưới lớp nội bì và nó xếp xen kẽ với nội bì ấy, nhưng nó chỉ có một hàng tế bào thôi. Và khi anh chị phải cắt thật mỏng ấy thì khi quan sát trên kính hiển vi anh chị mới nhìn thấy. Không thì anh chị sẽ nhìn thấy nó sẽ toàn bộ là nó đen xì thôi, đúng không? Đó. Tiếp theo là dưới lớp trụ bì thì anh chị sẽ thấy là các bó lime gỗ ấy, nó xếp 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 xen kẽ với nhau. Cái phần màu xanh xanh ấy, phần màu xanh xanh đây chúng ta quan sát đấy, thì đấy chính là gỗ cấp 1, đúng không? Và giữa các bó xanh xanh này thì chúng ta thấy thấy các chấm màu hồng ấy, thì đây là lime cấp 1, đúng không? Vậy đặc điểm của hệ thống dẫn lime gỗ cấp 1 ở rễ cây đó là gỗ lime sẽ xếp xen kẽ, đúng không? Xếp xen kẽ này, để chị nhìn có ra rõ không ạ? Gỗ này, bắt màu xanh xong đến lime này, xong đến gỗ này, xong lại đến lime, xong đến gỗ này, cứ xếp xen kẽ nhau như này, đúng không ạ? Đó. À, tiếp theo có một cái đặc điểm nữa là các anh chị quan sát này, nan ở cái chỗ này chúng ta cần phải phải vẽ cái sơ đồ tổng quát, của cấu tạo cấp 1 này, đúng không ạ? Nên chúng ta quan sát kỹ cái hình sơ đồ thực tế này thì anh chị thấy là cái Libe nhá, nếu mà quan sát kỹ cái Libe thì chúng ta thấy nó sẽ giống như là hình tròn, đúng không ạ? Hình tròn. Còn gỗ này thì nó xếp theo kiểu là nó giống như là hình tam giác. Các mảnh gỗ to thì nó ở bên trong, còn gỗ nhỏ bên ngoài. Cái hình này thì anh chị hơi khó nhìn, lát nữa thì sau tôi sẽ chỉ rõ hơn. Đây chúng ta có thể quan sát cái mô mềm mỏ khi phóng to lên này, mô mềm mỏ khi phóng to lên thì quan sát trên kính hiển vi anh chị sẽ thấy là cái lớp mô mềm mỏ này nó rất là dài, rất là nhiều. Lúc nãy là chúng ta quan sát ở vật kính 4, khi mà anh chị quan sát ở vật kính 10 anh chị sẽ thấy là những cái tế bào mô mềm mỏ này, mô mềm mỏ nó xếp xếp ở bên ngoài, đúng không? Mô mềm vỏ bên ngoài là mô mềm vỏ kiểu mô mềm đẹp, tức là nó xếp đặc, đúng không? Còn mô mềm đặc tức là nó xếp rất là khít nhau, không để trống các khoảng ra nào. Còn cái mô mềm vỏ ở gần ở bên trong ấy, ở gần trong cái phần lớp trụ giữa, đúng không? Thì nó là mô mềm đạm, tức là các tế bào mô mềm hình tròn xếp cạnh nhau nhưng vẫn để trống các khoảng ra nào, đúng không? Còn đây là nội bì ạ, hình ảnh nội bì khi chúng ta quan sát trên kính hiển vi này, phóng to lên để cho anh chị nhìn này, thì hình ảnh nội bì này có một cái đặc điểm đấy là
Đây là cái mô hình người ta dựng lại để cho chúng ta dễ hình dung ấy. Thì cái nội y này nó là một cái hàng tế bào, một cái hàng tế bào nó xếp khít nhau đúng không, xếp khít nhau giống như là một bức tường này đúng không? Và nó có một cái đặc điểm đấy là cái vách tế bào hướng vào phía trụ giữa đúng không? Hướng vào bên trong ấy. Anh chị tưởng tượng là vách tế bào nó sẽ có hai phần, một cái phần là hướng ra bên ngoài và một phần hướng vào bên trong á. Thì cái vách tế bào hướng bên trong nó có đặc điểm là nó sẽ hóa gỗ để làm gì ạ? Để ngăn cho cái nước ở bên ngoài, nước vỏ không xâm nhập vào bên trong, đúng không? Nó bảo vệ cái phần các tế bào bên trong, đúng không? Nên là khi chúng ta quan sát trên kính hiển vi, đây là người ta cắt rất là đẹp, đúng không? Cắt rất là mỏng. Cắt trên cái tiêu bản này người ta chỉ cắt có một lớp tế bào thôi, cho nên khi chúng ta quan sát chúng ta thấy là cái vách của nó, chúng ta nhìn rất là rõ cái vách của nó là dày lên hóa gỗ và các màu xanh, đúng không? Đấy, đây là nội bì hay người ta còn gọi một cái tên đấy là dicarbonate, đúng không? Dicarbonate. Tiếp tục ạ. Đây chúng ta quan sát này, đây là quan sát, đây chúng ta quan sát ở trên kính hiển vi thì các bạn anh chị nhìn thấy cái hình bên bên phải đây, anh chị nhìn thấy rõ hơn này, anh chị nhìn thấy là gỗ nó xếp theo kiểu là những cái bó gỗ ở bên trong ấy, cái mạch gỗ bên trong thì nó to đúng không, và cái mạch gỗ bên ngoài thì nó nhỏ đúng không, và nó cứ xếp như thế này, sẽ tạo thành bó như này. Và khi mà chúng ta quan sát, chúng ta nhìn trên kính hiển vi, chúng ta nhìn thấy nó gần giống như là hình tam giác đúng không? Hình tam giác này có một cái đặc điểm là đỉnh hình tam giác thì quay ra bên ngoài và đáy hình tam giác thì quay vào bên trong. Cho nên người ta gọi cái cách xếp của gỗ cấp 1 ở rễ cây ấy, là theo gỗ cấp 1 xếp theo hướng là hướng tâm, tức là đáy phần to thì quay bên trong, người ta gọi là hướng tâm, đúng không ạ? Thì chỗ này anh chị nốt lại để chúng ta sẽ phân biệt với lại cái cấu tạo giải phẫu của thân cây, đúng không ạ? Thân cây thì nó có cấu tạo giải phẫu ngược lại so với rễ cây. Cho nên chính vì cái cấu tạo giải phẫu của rễ và thân khác nhau ấy, cho nên khi người ta cắt ra và người ta quan sát trên kính hiển vi, người ta phân biệt được là cái phần đấy là phần gỗ hay là phần rễ hay là phần thân, đúng không ạ? Ví dụ như là củ khoai tây ấy, thì theo anh chị là củ khoai tây thì nó có nguồn gốc là rễ hay là thân? Thân ạ. Thân đúng không ạ? Thân khoai tây thì bản chất của nó chính là cái thân đúng không ạ? Cái ngọn thân ấy, khi mà chúng ta vuông khoai tây, chúng ta trồng khoai tây, chúng ta vuông khoai tây đúng không ạ? Thì lấp cái ngọn thân xuống dưới đất thì cái ngọn thân thì nó sẽ phình to ra tạo thành củ khoai tây. Nhưng mà bản chất của cái củ khoai tây đấy nó chính là cấu tạo giải phẫu của thân đúng không ạ? Rồi ạ. Thì đấy là về cái cấu tạo của cấu tạo cấp 1 nhé. Tiếp theo là từ cái cấu tạo giải phẫu, từ cái cấu tạo giải phẫu cấp 1 của cái rễ cây lớp lớp ngọc lan và lớp hành ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái hệ thống ký hiệu mà sáng nay tôi chia sẻ với anh chị ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vẽ lại cái sơ đồ tổng quát của rễ cây cấp 1 của rễ cây, đúng không ạ? Thì khi mà vẽ sơ đồ tổng quát của rễ cây thì anh chị quan sát, đầu tiên anh chị quan sát là cái rễ cây của chúng ta nó hình gì, đúng không ạ? Nó hình gì, nó hình tròn hay nó hình vuông, đúng không? Thì khi mà vẽ cái sơ đồ tổng quát thì có một cái chú ý là các anh chị có thể vẽ toàn bộ cái rễ cây, toàn bộ cái hình này, tức là anh chị vẽ toàn bộ cái hình tròn này, đúng không? Hình tròn là vẽ, và hoặc là cái thứ hai là anh chị nhìn thấy nó là hình tròn đúng không? Hình tròn thì nó có đặc điểm là nó có đối xứng qua tâm, đúng không? Nó đối xứng qua tâm, nên chúng ta có thể vẽ một lát của hình tròn, một phần của hình tròn giống như là hình miếng bánh gato đúng không ạ, bánh pizza đấy đúng không ạ, bánh pizza. Thì dựa vào một cái phần đấy thì chúng ta cũng có thể quan sát được những cái cấu tạo của phần còn lại đúng không ạ, vì nó có cấu tạo là đối xứng qua tâm đúng không ạ. Đấy, ví dụ như là rễ của cây lớp
Tâm hành nhá, thì chúng ta thấy là chúng ta vẽ trở lại với anh chị về cái hệ thống ký hiệu này, đúng không ạ? Hệ thống ký hiệu này, đúng không ạ? Anh chị nhớ lại về cái hệ thống nhá, thì gồm có là chúng ta sẽ có là cái rễ cây của chúng ta sẽ có gì, có cái lớp bên ngoài là lớp ngoại bì, đúng không ạ? Lớp ngoại bì này, lớp tiếp theo là chúng ta sẽ có là mô mềm, đúng không ạ? Mô mềm thì chúng ta để trắng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có gì, có nội bì, đúng không ạ? Nội bì thì chúng ta sẽ vẽ giống như hình S này, xong là trụ bì vẽ như hình C này, đúng không ạ? Và ly ve cấp 1 thì anh chị sẽ vẽ giống như là hình H này, đúng không ạ? Ly ve cấp 1 giống như hình Y này, gỗ cấp 1 giống như hình H này, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như là vi phẫu rễ cây mạch ngô nhé, rễ cây mạch ngô này, thế anh chị thấy nào, chúng ta sẽ có là cái hình, cái rễ của cây mạch ngô này nó là hình, nó là hình tròn này, đúng không ạ? Cấu tạo đối xứng qua một cái điểm, đúng không ạ? Qua tâm thì chúng ta có thể vẽ thành một phần, một phần của cái hình đấy, đúng không ạ? Hay là một miếng cái pizza này, thì đây chính là sơ đồ tổng quát của rễ cây mạch ngô đó. Thì chúng ta sẽ có bên ngoài cùng là lớp gì ạ? Lớp biểu bì hay là lớp ngoại bì đấy, đúng không ạ? Dưới lớp ngoại bì đấy thì chúng ta sẽ có là lớp vỏ này, lớp mô mềm vỏ thì người ta sẽ vẽ là để trống này, đúng không ạ? Để trống này. Tiếp theo là lớp nội bì, nội bì thì anh chị sẽ thấy là nội bì được ký hiệu bởi hai cái đường song song, và giữa các tế bào thì có gạch 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 này, thể hiện là các tế bào xếp khít nhau và các tế bào giống như hình chữ nhật xếp khít nhau, đúng không ạ? Dưới nội bì là chúng ta có trụ bì, đúng không ạ? Trụ bì, sau đó là dưới trụ bì là hệ thống dẫn gồm có ly ve gỗ, ly ve gỗ xếp theo kiểu là ly ve xong đến gỗ này, ly ve cấp 1, gỗ cấp 1, ly ve cấp 1, gỗ cấp 1. Tại sao người ta lại vẽ hình tròn và tại sao người ta vẽ hình tam giác? Lúc nãy tôi giải thích cho anh chị rồi, đúng không ạ? Là khi mà quan sát trên cái vi phẫu chúng ta ấy, nếu mà cái ly ve cấp 1 của anh chị nó xếp giống như hình tròn thì chúng ta vẽ giống hình tròn. Còn nếu mà ly ve cấp 1 của chúng ta mà nó giống như hình nó dẹt, nó hình nào thì chúng ta quan sát thấy hình nào thì chúng ta vẽ hình đấy. Trong trường hợp của mạch ngô này, mạch ngô thì anh chị sẽ thấy là nó xếp theo kiểu là cái ly ve nó bắt màu hồng, đúng không ạ? Bắt màu hồng và nó là hình tròn màu hồng nhỏ này. Sau đó là đến các bó gỗ, đúng không? Gỗ thì bắt màu xanh giống như hình tam giác. Cho nên khi vẽ hình sơ đồ tổng quát này thì người ta sẽ vẽ là hình tròn chấm chấm là thể hiện ra ly ve cấp 1, sau đó là hình tam giác là gỗ cấp 1, gỗ cấp 1 xếp theo hướng là hướng tâm, cho nên người ta sẽ vẽ là một hình tam giác đen, đỉnh quay ra ngoài và đáy quay vào trong. Tiếp tục lại ly ve rồi đến gỗ, ly ve gỗ, và bên trong cùng là mô mềm ruột, đúng không ạ? Mô mềm ruột thì người ta để trắng, đúng không ạ? Mô mềm ruột để trắng. Thì trong cái phần sơ đồ tổng quát của rễ cây thì có một vài cái lưu ý này. Khi anh chị viết chú thích này, các anh chị viết chú thích, các ký hiệu chú thích thì chúng ta sẽ làm sao để cho chúng ta chỉ chú thích vào một bên thôi, đúng không? Khi mà anh chị viết xong, anh chị chú thích vào một bên, rồi anh chị sẽ vẽ kẻ một đường thẳng từ bên, từ cái hình sơ đồ tổng quát sang bên phải này, đúng không ạ? Và cứ kẻ các đường chú thích nó song song, sau đó là anh chị ghi chú, đúng không ạ? Đó. Và sau khi chúng ta sẽ ký hiệu ở bên đánh số rồi thì chúng ta sẽ viết cái chú thích ở bên dưới, đúng không ạ? Đấy là để chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai thì trong cái hình sơ đồ tổng quát của rễ cây mạch ngô này, thực ra thì nó vẽ, họ vẽ cũng chưa chuẩn xác lắm đối với lại cái hình cái vi phẫu thực tế. Vi phẫu thực tế thì anh chị phải để ý kỹ xem cái tỷ lệ của cái mô mềm vỏ và tỷ lệ của trụ giữa của nó như thế nào. Ví dụ đối với rễ cây mạch ngô, khi mà chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy là cái mô mềm vỏ luôn luôn nó chiếm một tỷ lệ rất là lớn, đúng không ạ? Nó gấp 3 lần so với lại cái phần trụ giữa. Thì khi mà chúng ta vẽ sơ đồ tổng quát thì các anh chị cũng vẽ thể hiện làm sao cho cái phần vỏ này nó phải gấp 3 lần so với phần trụ giữa dưới này, đúng không? Thì đúng tỷ lệ, đúng không? Còn khi mà chúng ta vẽ ở đây, người ta đang vẽ là
người ta đang vẽ là gần tương đương nhau đó, thì nó chưa chuẩn xác lắm, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là khi mà anh chị vẽ sơ đồ tổng quát thì anh chị vẽ càng to càng tốt, đúng không ạ? Ít nhất là 1 phần 2 cái trang giấy A4 ấy, của anh chị ấy. Thì khi mà anh chị vẽ to thì anh chị mới vẽ được, các anh chị mới dễ, càng dễ chú thích các đặc điểm, đúng không ạ? Đó, thì đây là sơ đồ tổng quát cấp 1 nhé. Chúng ta sẽ sang tiếp từ cấp 2 nhé. Cái cấu tạo giải phẫu cấp 2 này, đối với các cây lớp ngọc lan thì khi mà nó phát triển đến một mức độ nhất định thì cái cấu tạo giải phẫu cấp 1 sẽ nó sẽ biến đổi và nó chuyển sang hệ cấu tạo giải phẫu cấp 2. Đặc điểm của hệ cấu tạo giải phẫu cấp 2 của rễ cây ấy, là gỗ ribe nó sẽ lớn dần lên, nó to dần lên, đúng không? Nó làm cái nhiệm vụ là dẫn tốt hơn, đúng không? Thế chị sẽ nhìn thấy là trong cái cấu tạo cấp 2 của đây là người ta chụp là dấu cấu tạo giải phẫu cấp 2 của rễ của cây đinh lăng, đúng không? Thấy không? Thì anh chị thấy có một đặc điểm là gỗ cấp 2 nó rất là lớn, nó chiếm tâm này rất là lớn, đúng không? Sau đến đi lên cấp 2 nó rất là lớn, đúng không? Và gần như toàn bộ cái phần vi phẫu của rễ cây cấp 2 chúng ta quan sát trên kính vi ấy, chúng ta nhìn thấy toàn bộ là mô dẫn, đúng không? Gỗ và ribe. Còn cái phần mô mềm và gì ạ? Cái phần mô che chở nó chiếm một tỷ lệ rất là nhỏ, đúng không? Nó rất là nhỏ, từ cái phần lục bì này đến bầm này thì đây chính là cái phần lớp vỏ đấy, lớp vỏ của rễ đấy, đúng không? Còn lại toàn bộ từ cái phần màu hồng ở bên trên này đến hết cái phần màu xanh này thì đây chính là ribe và gỗ cấp 2, đúng không? Chúng ta nhìn thấy gỗ và ribe cấp 2 nó chiếm tâm, đúng không? Có tỷ lệ rất lớn, đúng không? Thì đây chính là cái cấu tạo giải phẫu cấp 2 của rễ cây, đúng không ạ? Ở một số cây sống nhiều năm thì anh chị sẽ thấy bên ngoài cái lớp bần thì chúng ta sẽ có một cái lớp tế bào chết, người ta gọi là lớp thụ bì, đúng không? Lớp thụ bì. Thì cái lớp thụ bì này thì bản chất của nó là các tế bào chết, và khi mà chúng ta soi lên đấy, chúng ta cắt vi phẫu thì chúng ta quan sát thì nó có thể có màu đen, đó, có thể có màu đen. Còn cái hệ thống dẫn của chúng ta thì chúng ta quan sát cái gỗ ribe rất là dễ này, gỗ nó bắt màu xanh này, đúng không ạ? Ribe bắt màu hồng này. Ở xen giữa các mô gỗ thì chúng ta sẽ có các mạch dẫn, mạch gỗ dẫn này, đúng không ạ? Mạch gỗ dẫn thì giống như là những cái ống nước của tòa nhà để dẫn nhựa lên ấy, nó sẽ tại sao nó lại màu trắng thì tôi giải thích sáng nay rồi, đúng không ạ? Tức là anh chị sẽ tưởng tượng là nó là những cái ống, cho nên khi chúng ta cắt thì cắt để nhuộm thì nó không có gì cả, nó rỗng nên là nó không có bát màu, nó có màu trắng, đúng không ạ? Còn những cái tế bào gỗ ở bên 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 ngoài xung quanh cái ống dẫn đấy thì nó là những cái tế bào hóa gỗ, cho nên nó sẽ bắt màu xanh, đúng không ạ? Đặc điểm của rễ cấu tạo của rễ của cây nước màu lan đấy là gỗ chín tâm, có cấp 2 trung tâm, tức là chúng nó rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì ở cái hình vi phẫu ở bên trái chúng ta quan sát ở một cái rễ cây nước màu lan khác này thì chúng ta thấy là gỗ này, gỗ và gỗ cấp 2 và ribe cấp 2 nó sẽ xếp theo kiểu là bó chồng, nó khác với gỗ cấp 1 và ribe cấp 1. Lúc đây chúng ta quan sát nhé, gỗ cấp 1 và ribe cấp 1 chúng ta quan sát nó là gì? Gỗ sau đến ribe này, gỗ sau đến ribe, đúng không? Tức là nó xếp theo kiểu là xen kẽ. Còn gỗ cấp 2 thì nó xếp theo kiểu là bó chồng, đúng không? Tức là gỗ ở bên dưới là ribe bên trên, đúng không? Gỗ bên dưới ribe bên trên. Và giữa các bó gỗ ribe thì chúng ta sẽ có một cái lớp tế bào, đúng không? Lớp mô bắt màu hồng. Thì người ta gọi đây là tia ruột, đúng không? Nó sẽ chạy từ phần tâm ra bên ngoài, đúng không? Tức là anh chị nhớ cái đặc điểm của gỗ cấp 2 ở rễ cây đấy là thứ nhất là nó sẽ theo kiểu bó chồng, đúng không? Anh chị tưởng tượng nó giống như là cái que kem ốc quế đấy, đúng không? Cái ốc quế thì cái phần dưới là phần gỗ và phần kem ở bên trên đấy chính là phần ribe, đúng không? Và rất là nhiều que kem nó xếp cạnh nhau như thế tạo thành một cái vòng tròn. Thì giữa các que kem ốc quế đấy thì nó người ta gọi cái phần đấy là phần tia ruột, đúng không? Phần đấy là phần tia ruột. Thì có những cái rễ khi mà chúng ta quan sát chúng ta nhìn thấy tia ruột nó rất là dễ, đúng không? Nhưng mà có những cái rễ thì chúng ta nhìn thấy là gỗ cấp 2
và level cấp 2 nó rất là nhiều, nó sẽ xích nhau gần như là cái tia rồi chúng ta không quan sát thấy nữa, đúng không? Nó ít, nó không quan sát đấy nữa. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái thông thường nhất là khi nếu chúng ta làm ở phong trong vòng thực hành ấy, thì các thầy cô sẽ chuẩn bị cho anh chị là rễ cây cấp 1 đấy là rễ của cây mạch môn, và rễ cây cấp 2 là rễ của cây đinh lăng, đúng không? Thì khi anh chị cắt vi phẫu và anh chị quan sát trên kính hiển vi ấy, thì rễ cây đinh lăng thì nó có hình như thế này, đúng không ạ? Thì chúng ta sau khi chúng ta vẽ, chúng ta cắt vi phẫu đằng sau này, chúng ta quan sát trên kính hiển vi này, thì chúng ta nhìn thấy cấu tạo nó như này, thì anh chị sẽ vẽ lại cái sơ đồ tổng quát của rễ đinh lăng ấy, thì nó có đặc điểm như này. Thế là chúng ta sẽ có là một cái lớp tế bào bần, đúng không ạ? Bần là bên ngoài, bần bên ngoài của rễ cây đinh lăng này. Sau đó dưới bần thì sẽ là mô mềm của quả, đúng không ạ? Đây là mô mềm của cấp 2, đúng không ạ? Mô mềm của cấp 2 của cái rễ. Sau đó là chúng ta sẽ có là tầng phát sinh ngoài, đúng không ạ? Tầng phát sinh ngoài. Tầng phát sinh ngoài này thì nó sẽ sinh ra bên ngoài, nó sẽ sinh ra bần, và bên dưới là nó sinh ra lục bì, đúng không ạ? Cái tiếp theo là cái thứ 4 ấy. Cái thứ 4 là chúng ta sẽ nhìn thấy là ly B cấp 1, đúng không? Ly B cấp 1 ở đây ấy, lúc này thì nó là hình, nó bị không phải còn là hình tròn nữa mà nó là hình dẹt, đúng không ạ? Anh chị tưởng tượng là đầu tiên ly B cấp 1 nó mới sinh ra thì nó hình tròn. Nhưng khi ly B cấp 2 nó được sinh ra thì nó sẽ đẩy ly B cấp 1 ra ngoài gần cái lớp vỏ ấy, đúng không? Thì cái từ hình tròn thì nó cứ đẩy dần thì hình tròn nó sẽ thành hình dẹt, đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy ở dưới cái ly B cấp 1 tính đấy chính là ly bó ly B gỗ cấp 2, đúng không? Và ly B gỗ cấp 2 thì nó sẽ theo kiểu là đồng tâm, đúng không? Ly B ở bên ngoài này, gỗ bên trong này sẽ theo kiểu đồng tâm bó chồng, đúng không? Theo kiểu bó chồng. Và giữa cái tầng ly B và gỗ này chúng ta sẽ có tầng phát sinh trong hay là tầng phát sinh ly B gỗ, đúng không? Và giữa các bó ly B gỗ thì chúng ta sẽ có tia ruột, đúng không? Ở một số rễ cây, ví dụ như là anh chị nhìn thấy rễ cây ngũ sa bì hoặc rễ cây đinh lăng, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái dấu vết của gỗ cấp 1, đúng không? Gỗ cấp 1 ở giữa các bó là gỗ cấp 2, đúng không? Nhưng mà có những cái vi phẫu chúng ta cũng không quan sát rõ, đúng không ạ? Thì đây là sơ đồ tổng quát. Thì lát nữa các anh chị khi anh chị cắt ngoài cái việc là chụp ảnh lại cái vi phẫu rễ cây cấp 2 của mình ấy, vi phẫu rễ hai cây cấp 2 của mình làm xong ấy, thì anh chị sẽ vẽ lại cái sơ đồ tổng quát của cấu tạo cấp 2 của rễ cây để chúng ta sẽ nộp lại để báo cáo, đúng không? Rồi về phần lý thuyết của chúng ta thì về cơ bản thì như này thôi. Bây giờ đây thì các anh chị sẽ lấy các dụng cụ mà anh chị đã chuẩn bị ra, một cái bát nước sạch để lát nữa chúng ta cắt được vi phẫu xong ấy, thì chúng ta sẽ thả những được chưa? Anh chị chuẩn bị xong nước rồi đúng không? Sau đó là chúng ta sẽ lấy một đoạn rễ cây này, rễ cây hành này, và một đoạn rễ cây rau dền. Rồi, cho rễ cây rau dền nhá, thì anh chị sẽ cắt một đoạn rễ ở dưới thôi. Cắt một cái đoạn rễ ở dưới này. Từ cái phần cổ rễ xuống dưới nhá, thì anh chị sẽ ước chừng từ cổ rễ xuống là khoảng tầm 0,5 cm. Thì chúng ta sẽ lấy từ cái phần đấy xuống dưới thì chúng ta cắt phần nào cũng được. Từ cái phần cổ rễ chúng ta phải cắt bỏ đi nhá. Chúng ta phải cắt bỏ đi khoảng tầm 0,5 đến 1 cm. Đúng không ạ? Rồi. Được ạ. Thì anh chị sẽ cắt là ví dụ như là chị Thùy này, Dương Nguyễn Thùy Dương ấy, thì chị cắt thêm một cái đoạn nữa đi. Chúng ta sẽ lấy cái phần bỏ hết cái phần màu hồng hồng đi, chúng ta sẽ lấy chỉ lấy đoạn dưới thôi. Sau là chúng ta sẽ cắt bỏ toàn bộ cái rễ con của cái phần rễ của cây rau dền ấy, cắt toàn bộ cái rễ con đi ạ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cắt bỏ tới con, chúng ta chỉ lấy cái rễ cái để chúng ta cắt ạ, cái phần dài dài, đúng không ạ?
Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ dễ con đi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đoạn rễ của cây rau dền để chúng ta làm vi phẫu, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái rễ của cây hành để xem cấu tạo dễ có cấp một ạ. Chúng ta sẽ lấy một rễ của cây hành. Rồi được rồi. Bây giờ là các anh chị sẽ lấy dao lam và anh chị cắt. Chúng ta sẽ cắt vuông góc với cái rễ này. Được không? Cắt càng mỏng càng tốt ạ. Sau khi cắt xong, đúng rồi. Anh chị sẽ cắt cầm một tay cầm. Cứ bỏ điện thoại xuống ạ. Anh chị bỏ điện thoại xuống nhé. Xong là một tay thì phải cầm này. Một tay cầm rễ này. Và một tay thì anh chị sẽ cầm dao lam. Chúng ta cắt làm sao để cho nó vuông góc. Và cứ cắt được thì chúng ta sẽ thả vào trong và thả vào trong cái nước ấy. Anh chị khác Ô, dạng thả vào trong trong cái nước ra ven ấy ạ? không phải nước da ven đâu mà cái cốc nước trắng mà lúc nãy chúng ta chuẩn bị đấy, chúng ta Nước đừng trắng đổ à? vào, chúng ta cần đổ vào cốc nước trắng. Từ. Nó còn các hành nữa cơ mà, hành nó còn còn ra mình còn nhỏ nữa. Đấy anh Đoàn Em phân phải cắt hành để củ dền trước, cắt cái hành xong bỏ vào trong nước, không nhìn thấy đâu nữa rồi. chiên nó cũng được, không thì chúng ta sẽ chúng ta hôm nay chúng ta cứ cắt cái rễ của cây ở đi, của cây cây sau đến trước đấy. Hành thì có vẻ hơi nhỏ nhỉ. Chúng ta cắt cái phần rễ rau dền nhỏ ấy thì nó cũng quan sát được cái cục có một đấy. Nhà em không có rau dền, em lấy rễ một cây rau cải được không? Được, dễ cây rau cải được, nghĩa là nó là Vâng. dễ cọc là được ạ. Hoặc là dễ cây rau mùi cũng được, cũng đáng nhỉ? Vâng, chính xác ạ. Mỗi bạn có thể có chiếc kính không? Đấy anh Đoàn, anh Văn anh ấy, anh ấy cắt đẹp lắm ấy. Anh ấy vừa nhìn đấy. Cô giáo em lấy dao cọc giấy cắt Anh cô giáo. đầu bếp đấy cô ạ. Anh đầu bếp chuyển sang học dược đấy cô ạ. Vậy à? Cả dao cọc giấy có sắc không ạ? Sao ạ? Vâng. Nghĩa là Ôi sao giờ nhuộm luôn rồi cô? Chưa chưa. Chúng ta cắt xong chưa? Xong rồi ạ. Các anh chị cắt xong rồi nhá thì chúng ta sẽ Từ 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 từ, đợi em chưa xong. đấy, chờ một tí. Những anh chị mà làm xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ có thể lấy cái bông tăm ấy, chúng ta bắt đầu chọn những cái lát mỏng nhất này để chúng ta sẽ chọn những cái vi mẫu để chúng ta vi mẫu đẹp, chúng ta cắt đẹp ấy. Chúng ta da ven thì anh chị sẽ chuẩn bị cái nước da ven vào một cái bát khác nhé, đúng không ạ? Với nước da ven này, nước da ven này cho anh chị sẽ bắt đầu, anh chị sẽ vốt cái vớt cái vi phẫu đấy sang cái bát là nước da ven đấy. Khi mà anh chị vớt xong thì anh chị sẽ đậy cái nước da ven lại để cho nó hơi, chúng ta sẽ rồi chúng ta sẽ tẩy da ven trong vòng 15 phút. Anh cô là lấy da ven đậm đặc à? Hay là pha loãng? Da ven đậm đặc ạ. Cô ơi, thay cái da ven bằng cái nước gì khác được không? Em đi hỏi mua mà không có. Da ven hoặc là nước anh nước oxy già không ạ? Oxy già ấy.
sử dụng cái nước oxy già nhé. Thực ra là da men là tốt nhất. Da men là tốt nhất bởi vì cái tẩy của da men thì nó sẽ tốt hơn so với oxy già rất là nhiều. Nó mỏng, nó nổi lên là nó mỏng hơn là vớt ra đấy được không ạ? Cũng không phải đâu. À, cái xong cái bước tẩy da ven này thì lúc đầu khi chúng ta cắt xong thì nó vẫn còn có màu nhé, nhưng mà khi tẩy da ven xong thì nó sẽ mất màu, nên chúng ta phải chú ý là chúng ta nhớ là chúng ta thả bao nhiêu cái lát cắt đấy vào trong cái cốc da ven, không lát nữa chúng ta sẽ bị mất khi phẫu, đúng không ạ? Em cắt này không biết có to không đây. Đâu ạ? Chị có thể... Đây, cô xem một em này. Đủ độ. Chưa lấy chồng được. Đấy, em thì cắt được thế rồi. Cắt như thế này cũng đẹp rồi, nhìn nó cũng không rõ lắm, nhưng mà cắt như thế này cũng được rồi. Về cơ bản tương đối thì các lát cắt về độ dày nó sẽ tương đối bằng nhau. Vâng ạ. Cứ lấy như cái mỏng nhất đấy ạ. Vâng ạ. Học cái xong thực hiện cái dễ một dễ dàng cắt giữa hành với hạt xíu này. Vâng, được ạ. Cắt dễ hành với cắt dễ kỳ là hoặc là rau cải. Thì đấy nhỏ, cái rau dền thì nó to thì chúng ta nhìn nó dễ hơn. Rau dền nó to thì nhìn dễ hơn. Anh Đoàn anh lại còn chê mình, không biết cắt gì. Anh Đoàn chắc ở chuyên môn thái thịt ở nhà đúng không? Anh ấy thái thịt cho nhà hàng ấy cô ạ. Chắc chắn là thái thịt bò rồi, hay mỏng như tờ giấy. Tí nó mà phi thành mỡ sợ nó cháy hết đấy nhỉ. Cô ra viên mở cô giáo. Đúng ạ, xem mình sẽ chuẩn bị một cái bát da ven này. Sau đó mình vớt những cái vi phẫu mà mình cắt nó mỏng đẹp nhất ấy. Xong mình cho vào đấy mình tẩy. Tẩy trong khoảng 15 phút ạ. Em ngâm có vài phút rồi nó trắng rồi cô giáo ạ. Ô, mình vẫn phải ngâm đủ giờ nhá. Ít nhất là 15 vâng. phút ạ. Vâng, vâng ạ. Buổi sau nếu mà chúng ta không mua được da ven ấy, mà anh chị thấy ở ngoài những thuốc họ bán cái chloramin B ấy, thì chúng ta mua cái chloramin về chúng ta pha cũng được. Nguyên da ven ở ngoài tạp hóa nhiều mà. Đúng rồi. Da ven dễ mua mà. Vâng. Da ven thì có vẻ dễ mua hơn ấy, còn nếu mà không thì chúng ta mua chloramin B để chúng ta pha. Cái dễ hành nó bé xíu cô ạ, không vớt nổi. Cái dễ hành thì để em cũng không vớt nổi dễ hành. Vâng. Sợ lắm nữa dễ hành là nó sẽ bị trôi mất. Nó bé quá. Em đang bị quên tăm bông này nè. Thò tay vào. Em với chị riêng một nhóm nha. Ok.
với chị Quy một nhóm nhá. Ok. Chị Quy ơi, dễ hành với em. Vâng ạ, 15 phút anh chị để ý 15 phút nhá, xong chúng ta sẽ mà, cô em chỉ có mỗi cây hành thôi. Em có cây gì hết. Ra ngoài vườn thêm có cây gì em không đây? Tham gia rồi, ngoài chỗ em làm thì chỉ có hoa thôi, chả có gì. Cây hoa cũng được mà. Nhưng mà nổ hoa nên người ta có bắt không? Phạt chết. Thế thì tuần sau chúng ta sẽ mai mai em sẽ chuẩn bị kịp các anh chị ngâm ra men vào cái gì đấy? Thì ngâm ra men vào cái bát cùng quạ. Cái bát quạ. Vâng ạ, ngâm ngâm một cái bát nhé. Ngâm ở hình như chị đang ngâm một cái gì nhỉ? Cái nắp chai phải không? Vâng, ngâm ngâm cái nắp ạ. Ngâm vào nắp chai à? Vâng. Cô cái oxy già này cô phải pha không? Không ngâm được vào bát à cô? À, chỉ ngâm được vào bát rồi à cô? Không phải, tại vì mình phải úp vào không là ra ven nó bay lên nó hơi ấy. Ảnh hưởng đến cái phải hô hấp của mình ấy. Cô thế ạ? À? Vâng. Và cô oxy già có phải pha không cô? Không, oxy già không pha, chúng ta sẽ lấy cho mình nguyên chất đấy. Vâng, cơ thái lát mỏng xuống ngâm rồi. Vâng, đúng rồi. Được. Nó đủ thời gian chưa? Thấy nó trắng hết chưa? Trắng rồi cô ạ, nhưng chưa đủ thời gian. Vâng, chúng ta sẽ đợi 15 phút nào. Khi mà chúng ta tẩy kỹ hết thì lát nữa chúng ta nhuộm lên màu vì nó rất là dễ bắt màu. Vâng. Cô có gửi bảo cái ghe này thì sao không? Dạ, nó không có vấn đề gì, nó hơi kích ứng mũi thôi. À thế kìa. Vâng ạ, nó hơi khó chịu thôi. Còn mình vẫn chịu được thì mình cứ chịu thôi. Rồi. Tôi chỉ dễ hành bé quá thì thôi chứ cô giáo. Nhìn khó nhìn lắm. Bé quá, không hết được. Dễ hành bé quá thì thôi, chúng ta sẽ nhuộm mỗi cái dễ của cây. Cắt gì mà khó cắt. Anh ơi, đổ bớt nước xong rồi mới vớt được dễ vớt ra. Chứ anh còn để nước nhiều khó vớt á. Không, nhưng mà để cắt nó cũng không được mỏng được. Nó không được mỏng không nhìn được. Cắt cái dễ hành nó trắng nhìn khó. Cắt mỏng. Kinh vọng nó gần cái cạnh bát ấy xong cái tăm bông mới vớt. Ừ đấy, toàn phải đổ nước đi xong rồi mới vớt được. Em ăn ra cạnh bát đây rồi vớt mà. Cho em nhìn cái dễ hành của anh đấy. Em đã cắt cả cái thân hành này của anh. Một lễ thôi. Em cắt lên anh này nó bé tí này. Bé xíu thế này mà cắt được à? Chết rồi. Ôi, cái lúc em cắt mà đây này. Đúng rồi, lễ hành lên nó. Ôi dồi, sao sao hành của chiêm gì mà xanh thế? Xanh thế? Hay như cái trắng à? Em còn mỗi cái đoạn hành dễ mà héo mất rồi. Ồ, hình như chiêm cắt cây hành à? Chị ơi, đây là do em chỉ cần bấm điện thôi chứ không phải là nó màu xanh đâu. À thế gì? Ừ, đây là gần cái đèn này như này. Ừ. À. Nhưng mà một cái gì chiêm bên màu sắc. Cao quá. Màu sắc tốt. Chỉ đấy thôi. Dày. Chị cũng thấy của chiêm màu xanh. Thế là do bấm điện thôi. Chị nó to quá à? Thế là to rồi. Nhưng mà em lấy con tem thì chỉ cắt được thế này thôi, không cắt được bé hơn đâu. Để xuống nước nhìn lên cái rễ nó kiểu như có cái lông lông bé bé bên cạnh ấy. Mọi người nó có vòng vàng không nhỉ? Có đấy hả?
em cắt dày quá. Anh em cắt dày quá. Dày như lúc đầu em cắt. Em phải cắt như kiểu là củ riềng ấy. Thôi rất là nhỏ thôi em ơi. Em cắt dày quá. Anh cắt như củ riềng ấy. Với cái lại anh. Cái dễ này là cây dễ kiểu như là rong giềng khổng lồ mà. Gì? Cái rong giềng của anh nó to lắm. Bằng gần ngón tay mà. Thì anh cái đây cần thật mỏng chứ. À đây rồi, có mấy cái màu trắng tinh thì không? Ừ thì đấy, đổ ra thì nó màu trắng rồi, của em cũng màu trắng rồi. Để em ra đây em nhổ chỗ cây hoa có cây gì gì. Thử xem là có cái rễ của cây nào không? Lần sau là chúng ta sẽ cắt thân với lại lá. Đủ 15 phút chưa nhở? Chưa cô, của em chưa đủ cô ạ. Chưa nhưng mà nó trắng rồi cô ạ. Đợi đủ 15 phút nhé. 30 phút nữa thì đủ ạ. Của em đủ rồi cô ạ. Vâng ạ. Của chị Thùy Dương đủ rồi đúng không ạ? Thế đi chúng ta rửa nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vớt cái vi phẫu vừa mới tẩy ra men ấy. Chúng ta sẽ vớt lên vào cái bát nước đúng không ạ? Chúng ta bớt lên vào bát nước. Sợ cho vào bát nước được không? Vâng, cái bát nước mới ạ. À, nước mới ạ mà. Vâng, bát nước mới. Để vừa nó bớt lên em ý chị. Cứ lấy cái nước đấy chúng ta sẽ rửa nhiều lần. Rửa 3 lần. Cô em kiếm được mẫu dễ đinh lăng được nhỉ? Đinh lăng rất là đẹp luôn. Đinh lăng là các vi phẫu là chuẩn nhất đấy ạ. Để em cắt em thử ra. Vâng. Chuẩn nhất là đi tìm dễ của đinh lăng. Thế vừa nãy em biết thì em thấy dễ đinh lăng thì em cũng có. Dạ. Cái dễ đinh lăng màu dễ rất là bì là chuẩn nhất. Vâng ạ. Nó rất là dễ. Chưa, em đổ cái này đi, nó béo quá, em lấy dựng lên cây nam chi này to hơn, thử xem nhá. Vâng, được ạ. Chị có cả hành cả với rau dền này rồi, trắng hết là đợi một tí nữa thôi. Có ai rửa bằng nước trắng mấy lần không? Rửa 3 lần ạ. Rửa 5 lần đi ạ, rửa 5 lần cho nó chuẩn, cho nó sạch cái da men. Vâng. Tưởng như là mình lấy 5 lần nước trắng để rửa lại hả cô giáo? Đúng rồi ạ. Em chỉ sau khi vớt khỏi cái da ven ấy thì chúng ta sẽ rửa bằng cái nước trắng ấy. Rửa 5 lần. Rửa thì anh chị sẽ cứ vớt ra cái cốc nước trắng. Xong lại vớt sang cái cốc khác. Cứ vớt qua vớt lại như thế là mỗi lần vớt đấy là một lần rửa. Đúng ạ. Thì chúng ta cứ vớt đi vớt lại 5 lần như thế thì nó sẽ sạch hết da ven. Vâng ạ.
người bạn nữa này. Xong anh chị sẽ cho, anh chị sẽ cho xanh mi đen ăn pha lõng 10 lần đi. Chúng ta sẽ cho một phần xanh mi đen này thì chúng ta sẽ cho 9 phần nước để pha lõng nó ra. Rồi. Đấy, xong là sau đó là chúng ta sẽ cho tiêu bản vào. Nhưng mà anh chị chú ý là chúng ta cho ít xanh mi đen để chúng ta nhuộm thông nhuộm tiêu bản thôi, không tí nó nhiều quá thì nó nhuộm xương vào ấy thì nó nhìn tiêu bản nó khó ấy, nó sẽ mất tiêu bản đấy. Vâng. Chúng ta nhuộm nhá. Chúng ta nhuộm tính khoảng tầm 1 phút thôi ạ. Nhuộm xanh mi đen. Mấy không? 1 phút ạ. Vâng. Rồi bây giờ rửa xong rồi thì chị qua vào cái nước xong rền đấy, chị nhuộm vào để rau rền lên chất luôn đi. Chúng ta sẽ nhuộm trong vòng là chúng ta nhuộm trong vòng 15 phút. Để 10 phút được không? 15 phút. Chỗ các anh chị có cái nhà nào có kính hiển vi không ạ? Cái gì cô? Kính hiển vi à? Không có ạ. Hơi khó nhỉ. Rồi chúng ta làm nó, chúng ta chụp lại vậy. Chụp lại rồi không sát trên kính hiển vi. Những cái mà tiêu bản ấy mà chúng ta cắt ấy mà nó nhìn nó bị đen ấy thì cái nguyên nhân nó sẽ thuộc về hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là chúng ta cắt nó vẫn dày quá, đúng không ạ? Nguyên nhân thứ hai là cái xanh metilen của chúng ta ấy, chúng ta để cho nó để nhuộm quá, nó lâu quá và hoặc là đúng rồi, nó đặc quá, đậm đặc quá, đúng không? Vâng. Thì lần sau khi anh chị, nếu mà anh chị muốn làm lại để cho đẹp hơn ấy thì tốt nhất là chúng ta sẽ rèn cái cắt trước, cắt thật mỏng. Không có là chúng ta sẽ điều chỉnh là nhuộm xanh metilen, chúng ta nhuộm thời gian ít hơn, đúng không? Ví dụ như là 20 giây thôi, sau cho nó chuyển sang nhuộm đỏ. Đấy. Ví dụ như là cái chỗ cổ chị Thủy Dương ấy thì tiêu bản chúng ta đang bị đen ấy, không lên màu đâu ạ. Vâng ạ, nó chỉ toàn màu xanh thôi, không mất được màu đỏ. Vâng. Toàn màu xanh, có lẽ là thất bại rồi. Cô thế làm báo cáo thu hoạch như nào cô? Làm báo cáo thu hoạch thì đây chị sẽ có hai phần nhé. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ tổng quát của rễ cây cấp 1 và rễ cây cấp 2 lúc đấy chúng ta học ấy. Vâng. Thứ hai là chị sẽ chụp ảnh cái sản phẩm anh chị nhuộm này, đúng không ạ? Em sẽ chụp lại. Cái một hay chụp cái bát như này cô? Tất nhiên là chụp tiêu bản thôi. Tiêu bản nhưng mà chụp lên nó không thể hiện được cái gì, nó bé quá. Em chị cứ để ở trên cái tờ giấy trắng A4 ấy. Cái chị chụp to nhất có thể là được. Xong là đính kèm với lại cái bản vẽ của mình. Vẽ sơ đồ tổng quát của rễ cây. Cô nhưng mà nó không thành công như này, làm lại quá không? Làm lại đi ạ. Không đủ đây.